Ngay phút này đây, đi tìm sự thật về pho tượng đen giống ngài Sư Minh Tuệ trong một ngôi chùa. Và sự thật bất ngờ và phát hiện thêm một bí mật, một pho tượng Phật mọc tóc thật và có chân mày thật. Sự việc như thế nào? Mời cả nhà cùng đón xem. Hay là nó mọc ra ta? Không biết nè. Cái lông mi nè, lông mi à, mọc ra luôn hay giống mặt quá. Lông mày không? Hai, chào cả nhà, đến với video tiếp theo của Thi Lê. Thì hiện tại Thi Lê đang có mặt tại một ngôi chùa đang tọa lạc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi chùa này nhìn từ xa cứ tưởng tượng là mình đang lạc vào bên Thái Lan cả nhà. Ngôi chùa y chang như Thái Lan luôn. Ngôi chùa này tồn tại cũng gần cả trăm năm rồi cả nhà. Đó, mà cái điều đặc biệt là trong thời gian gần đây có một thính giả nói trong ngôi chùa này có một pho tượng y chang như ngài Minh Tuệ đó cả nhà. Thì không biết cái thật hư như thế nào. Bây giờ Phi Lê sẽ quay cho cả nhà cùng xem. Chùa này là của tổ sư Hộ Tông, người khai sinh ra cái chùa này. Tổ sư Hộ Tông là mình nghe nói An Giang á, tu tập ở bên Campuchia, là người đi đầu trong cái gọi là tu khẩu hạnh theo Đức Phật Thích Ca ngày xưa á. Mình nghe nói ngài cũng viên tịch rồi đúng không? Đúng rồi. Chùa này là em như em được biết là xây dựng bắt đầu khởi công xây dựng năm 1942. Thì xây dựng rồi sau nhiều năm trùng tu thì tới đầu khoảng năm 2007 đến 2011 là trùng tu một lần nữa. Là nó hoàn thành và nó đẹp như thế này luôn. Giống giống Thái quá ha, giống chùa Thái quá ha. Trời đẹp. Bên trong là có xá lợi Phật luôn. Có xá lợi Phật luôn. Ừ, là xá lợi Phật thiệt nha. Chứ không phải là những viên đá giả đâu. Xá lợi Phật thiệt luôn. Là của những vị sư mà đã tu đắc đạo rồi viên tịch á. Đó, thì ta mất đi á. Thì em biết là thiêu hay là như thế nào đó. Ừ. Xong thì sẽ thường thường là sẽ thiêu xong rồi để có lại những cái viên xá lợi. Đó, cả nhà thấy tưởng tượng là mình giống như đang lạc vào cái một những cái ngôi chùa linh thiêng ở bên Thái Lan cả nhà. Rất là đẹp luôn. Có một vị sư bên kia mặc áo sư Nam Tông. Quá đẹp. Chứ là đang còn xây dựng nữa ha. Trùng tu rồi, trùng tu đã đẹp rồi. Hình như Nam Tông anh nghe nói là giống như tu một ngày ăn chỉ có một cử thôi đúng không? Khách thập phương đi đến rất là nhiều luôn. Nói chung là lúc trước ở đây nó cũng xa cũng vắng á. Nhưng mà từ khi xuất hiện những cái lời đồn thổi ở trên mạng á, thì người dân ta cũng đến đây để mà người ta chiêm ngưỡng xem cái bức tượng đó có thật sự là giống ngày Minh Tuệ không. Nhưng mà thật ra cái bức tượng đó là bức tượng của tổ sư Hộ Tông. Nhưng mà có nhiều người nói thì Phật mà khi mà mất đi rồi chuyển thế thì cái hình dạng cái khuôn mặt nó cũng na ná. Nhưng mà theo em nghĩ là do là cái cách tu á, là kiểu như tu khổ hạnh á. Nên là mỗi người nó sẽ có những cái khuôn mặt này. Mà anh nhìn những cái hình ảnh trên mạng thì anh thấy cũng tựa y chang vậy đó. Bên đây có một cái tượng, bên đây có vô được, bên đây vô được. Qua bên đây là có cái tượng Phật. Phật một cái ngày Nam Tông mà tu khổ hạnh á. Đẹp ha. Chào sư. A Di Đà Phật. Đó, nhìn những vị sư uy nghiêm ha.
như ở thành phố Hồ Chí Minh ít có những cái ngôi chùa nào mà giống như ngôi chùa này hả Duy ha. Từ đó giờ anh thấy đi những cái chùa khác thì những vị sư kia cũng mang dép bình thường đúng không? Còn như ở đây rất là đẹp luôn, mà những nhà sư mặc đồ cũng rất là đẹp luôn cả nhà. Phật tượng mình màu đen á hả? Không, phật tượng bình thường mặc áo cà sa màu vàng, còn phật tượng màu đen dưới kia. Chùa chắc rộng dữ lắm ha. Nghe em coi trên báo đài là thấy 11 hectare, không biết làm sao. Khuôn viên rộng 11 hectare nghĩa là toàn bộ cái khu đất á, nhưng mà xây chưa xong. Những cái tiếng chùa nghe nó thanh tịnh lắm cả nhà. Chánh điện á. Ở đây có một cái tượng của vị sư nào nè. Đẹp quá. Đó cả nhà, thì từ khi chẳng hạn như là khi mà hiện tượng mà sư Minh Tuệ xuất hiện thì cũng có nhiều người dân đã quy y quay đầu về với lại cửa Phật, không có sát sinh, không có hại vật, rất là đẹp luôn. A Di Đà Phật. Cái này vị sư nào ta? Đó cái tên đó gì? Tên ở trên là tiếng Thái, tiếng Ấn Độ gì đó. Trưởng lão Shiva gì đó. À Shivali. Shivali. Đây là thánh tăng Shivali á. À thì theo như Thi Lê được biết thì ngài thánh tăng Shivali này là để cả nhà thấy không? Ở trước cái bụng á, để cái bát là lúc nào khi mà người dân cũng muốn cho người dân có cơm ăn, áo mặc có đầy đủ, là khi những người mà đang muốn làm ăn có cơm có gạo á là giái Shivali á, ngài Shivali á. Không biết cái lông mi nè, lông mi là mọc ra luôn hay giống mặt quá à. Lông mày không không biết là người ta thiết kế rồi người ta chạm lên người ta để người ta gắn nó đi giả hay sao, hay là chân mày giả đó, nhưng mà theo là bằng sợi tóc luôn á. Nhưng mà theo anh được biết là anh thấy là cái tóc với lại chân mày là thật á, nhưng mà người ta gắn lên hay tự mọc là mình chưa biết cái chuyện đó. Có thể là người ta gắn lên, nhưng mà có một cái tượng Phật ở ngoài Nha Trang hay gì đó. Ông lão sư gì đó, là cái sư đó là còn sống luôn, nhưng cái tượng của thầy là tóc rồi lông mi đồng mọc ra, đúng rồi, tự mọc đúng không, tự mọc luôn, càng ngày càng dài. Thì theo như chẳng hạn như khoa học á, thì tóc này nọ thì mình cấy lên cấy lên những cái mô của mình á thì có thể sống và tự mọc, nhưng mà những tóc thật mà cấy lên những cái pho tượng bằng nhựa hay là bằng bằng cái chất poly này nọ đó thì đâu có mọc được gì. Còn mà mọc ra là một cái hiện tượng tâm linh nữa. Còn mình không biết cái này là bằng vàng hay bằng đồng ha. Bóng lón rồi mình đụng cái tay vô cái người tay vô cái nó chạm được không? Mà bình thường anh thấy là nó bỏ tay đây bóng lón rồi. Dạ sao bóng lón rồi. Ở nhà anh có thờ vị này nè, nhưng mà tượng này hôm nay mới thấy mới đẹp á. Đây là cái y bằng vải thì luôn ha. Đúng rồi. Ý là người ta kêu là xưng hô là thánh tăng Shivali á. Nhưng mà ở đây là kêu là ngài trưởng lão Shivali. Là ai muốn mà có cơm, có gạo ăn hay là như có tiền, có bạc á là ban giái ngài. Là ngày này là sinh thời là sinh thời của thầy là kiểu như là cũng là đệ tử hay là cái gì của Phật Thích Ca đúng không? Đúng rồi. Thầy thấy Đức Phật Tiên Dương ngài trưởng lão Shivali nè, nè, đó em thấy nè. Đại lộc đệ nhất nè, thấy không? Là coi như là khi mà ban giái ngài á là ngài sẽ giống như là ban cho mình có tiền có bạc á, nhưng mà quan trọng là phải có tâm tu hành đấy nha cả nhà, chứ không phải ai không có tiền lấy giái là có tiền là không có đâu nha. Nói chung là ở Sài Gòn nhiều người cũng chưa biết nơi này luôn á. Mà đây cũng lần đầu tiên luôn á, lần đầu tiên mình mới tới luôn á.
vô đây thanh tịnh lắm cả nhà. Cái này là chưa phải gọi là chánh điện, còn chánh điện nữa. Chánh điện này nè. Đây nè. Bởi phải có người vô cái chỗ khá là Phật ở đâu em không nhớ nữa. Khá là Phật biết ở đâu. Đi thử được không? Ừ. Đi thử được. Đây. Có một chỗ để khá là Phật, một bàn khá là Phật. Hôm bữa em thấy có người ta lên đi chụp hình này nè. Đây nè. Anh thấy có mở cửa kìa. Nghe nói hả? À thấy ha. Mở dép nha. Sạch ha. Bóng luôn á. Đúng rồi. Bóng luôn nè. Kén này cái két này không? Ừ. Không có miếng bụi nào luôn, có lá rụng thôi. Có lá rụng, có lá. Ở ngoài kia còn một cái cây đa, ý là cây bồ đề, là chiết ra từ cái cây bồ đề của Phật Thích Ca ngày xưa. Bên Ấn Độ hả? Ừ. Đem về đây trồng. Hình như anh thấy vô không được cái gì rồi, đang trùng tu lại á. Nè, ngăn cách chỗ này đâu có bậc đâu mà mình leo vô. Có tí mình đi kiếm rồi mình dập được mình ấy đi ha. Mình quay đi. Tùy duyên. Đây có nhiều khách đến thăm viếng lắm cả nhà. Như những cái tiếng chuông tút ở chảnh đó Duy. Cái bồ đề này Phú Duy. Đúng rồi. Bồ đề này. Làm nói cái bồ đề này là chiết từ ở bên Ấn Độ vậy ha? Chiết từ chánh bên Ấn Độ. Là cây mẹ là cây bên Ấn Độ tổ Phật Thích Ca ngồi á. Ủa mà cái đó mình xin chiết được luôn hả? Tại anh nghe nói là bên bển lá mà mình hái nó cũng bị Bolit bắt đó. Bên Ấn Độ á. Nghĩa là các thầy này nhập đi qua bên đó rồi bên bên đó người ta cho chiết thôi đó. Tại vì tu theo năm tông mà. Tu theo Phật Thích Ca mà. Đó cả nhà. Các thầy thỉnh về đó anh. Thì cái cây bồ đề nè cả nhà. Là cũng chiết từ ở bên Ấn Độ mà nơi mà Phật Thích Ca ngày xưa ngồi tu khổ hạnh đó cả nhà. Chúc có thể mình nhặt một hai lá mà rụng á, mình mang về mình làm kỷ niệm cũng được. Đây, cuối cùng thì cũng đã đến cái pho tượng đen. Pho tượng đen mà mấy ngày hôm nay nhiều khách thập phương rầm rộ nói là cái pho tượng đứng này, pho tượng đen này giống ngài Sư Minh Tuệ nè cả nhà. Chói nắng quá không thấy ha. Trời ơi, nắng quá.
cả nhà nhìn thấy cái khuôn mặt gầy gò hốc hác y chang như Sư Minh Tuệ luôn cả nhà. Đó, nếu mà để cái hình Sư Minh Tuệ kế bên là y chang luôn, mà không biết tại sao mà đến nó trùng hợp trùng lập đến như vậy. Thì theo như hồi nãy bạn Duy Cầu cũng nói đó, giống như những vị mà chân tu chân chính tu khổ hạnh là lúc nào cái khuôn mặt cũng tựa tựa hao hao như nhau vậy đó. Đó, nhưng mà giống quá trời giống luôn cả nha. Bốn mặt luôn hả Duy? Đâu này có ôm mình bác không? Không. Mà đứng góc này nè, ở đây nhìn đi trang. Được rồi, thấy rồi. Sư đó cả nhà. Khi mà tổ sư này viên tịch thì cũng 88 tuổi. Cái bồ đề cũng đẹp đó ha. Đứng đây nhìn qua nè. Xa. Dùm tới. Tới chứ. Để cái nồi lên đến là giống luôn. Nó cầm điện á. Cái bồ đề đẹp quá nè. Tổ sư Hậu Tông cũng là người tu khổ hạnh mà. Nhưng mà ngày tu ở đâu Duy? Ở Việt Nam mình luôn hay là? Sinh ra là ở An Giang. Ừ. Biết đến Phật Pháp á, thì là thầy di chuyển sang bên Cam để mà tu tập bên đó rồi học tập. Rồi gọi là như là có lập đạo tràng hay là chùa gì đó đó. Ừ. Thì thấy trên báo chí rồi mấy bài viết á, cái nhà cứ bấm vô tổ sư Hộ Công là ra hết. Ngài là người đi đầu xu hướng tu khổ hạnh. Tính ra là nếu mà tính ra là ngài là người sáng lập ra cái chùa này. Đúng rồi. Đẹp ha, cái bồ đề cũng đẹp quá trời đẹp luôn. Thấy trên báo chí thì nói là cây bồ đề này là cái nhánh con từ cây bồ đề mẹ bên Ấn Độ. Ừ. Nhưng mà lấy về như thế nào hay là chiếc như thế nào thì chắc là mấy sư rồi bên đó thì chắc người ta cũng thỉnh này kia rồi. Ừ. Chứ đâu phải ai muốn lấy nào lấy đâu. Tối chắc đẹp lắm á, tối bật đèn lên nó có đèn á. Như giống như cái lá bồ đề này mình còn không dám bứt nữa chi mà qua đúng bánh, rồi. Đúng không? Đúng rồi. Nè. Đó mấy cái lá này cả nhà. Đó. Mình nhặt mấy cái lá này về là coi như là cũng rất là may mắn nè. Tính ra chắc cây cũng lâu năm rồi. Cây này hả? Ừ. Đó chắc phải không có em đòi chắc cũng nếu mà chiếc ra từ bên kia thì mang về đây thì em nghĩ là phải mang trước. Mang về đây trước á. Thì tính theo ngôi chùa thì thành lập năm bắt đầu xây dựng năm 1942. Ừ. Thì tính đến nay đẹp. Gần trăm năm rồi. Thơm nãy em nghe mùi bông nè. Mình qua bên cái khu đi. Xá lợi Phật đi. Bởi vì em cũng chưa nhìn thấy xá lợi Phật ở ngoài sao? Đúng rồi, anh nghe nói thôi à. Trang nghiêm quá.
cả nhà thấy, đứng đằng xa là nguyên một pho tượng đang ngồi thiền tu khổ hạnh đó cả nhà. Nhà thấy bây giờ Thị Lê cho cả nhà chiêm ngưỡng và khám phá về xá lợi Phật nha. Thị Lê cũng từ đó giờ chưa thấy xá lợi Phật như thế nào hết trơn. Hiện tại là khi sao khi các ngài viên tịch thì sẽ tiếp tục để quan từ khi tiếp tục một cái đó là Phật là chiếu quá trời luôn gì được không? Ngay trên đây nè. Những cái một họ là sẽ là Đức Phật có nghi á mọi người. Xá lợi màu đỏ ngộ quá ha. Xá lợi của Đức Phật này cả nhà. Lần đầu tiên thì Lê mới thấy luôn á. Vàng nữa. Xá lợi Phật với lại xá lợi của những cái xá lợi Đức Phật này là cái chùa, những ngôi chùa có tiếng, những ngôi chùa lớn ở Việt Nam mình sẽ được các nước này xá lợi Phật ban tặng. Đây là
Cho nhìn màu xanh đó. Cái này có phải là khi mà mấy vị sư mất rồi người ta thiêu rồi nó để lại không ta? Thì có lẽ là thật. Xem tin báo chí thì người ta nói vậy đó. Đây là một vị sư kiên tịch, sau đó là hỏa táng. Thì trong những cho sẽ có những cái viên sát lợi này. Và nhiều màu quá. Còn ở ngoài Hà Nội thì có một hai vị sư. Và là khi mà viên tịch đó, là còn nguyên cái sát lợi thân luôn, là còn nguyên hình người luôn. Nào anh với em đi ra ngoài thử không? Bữa nào anh em mình đi khám phá. Còn nguyên cái thân xác này mà vẫn còn nguyên. Ủa mà tại sao anh thắc mắc là xá lợi Phật này là của bên Ấn Độ mà tại sao bên đây lại có luôn ha? Chắc sư ngày xưa chắc sư Hộ Tông thỉnh về quá. Ủa này có đây, ở đây có đây. Nãy kia bên kia anh thấy viên này xá lợi Phật màu đỏ đúng không? Đúng rồi. Anh thấy viên xá lợi Phật màu trắng. Trắng tinh khiết luôn ha. Đẹp. Này này. Nhìn trong chậu nè. Con. Trắng, màu đỏ, bạch kim nè. Màu vàng. Nói chung là vô đây mình hạn chế nói chuyện nha. Mặc dù xung quanh đây không có ai hết, nhưng mà cũng hạn chế nói chuyện. Cái viên xá lợi màu vàng đẹp ghê. Nếu mà cái này mà ở ngoài chắc mình không nghĩ nó là viên xá lợi đâu anh ha. Đúng rồi. Mình chỉ nghĩ là những cái viên đá bình thường thôi. Rửa vàng. Trong khi có viên màu đỏ nè. Em cứ nghĩ viên xá lợi là một viên thôi. Một vị là một viên. Đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy đó. Giống như ngày xưa có viên Tề Thiên ấy. Một vị đầu viên xá lợi, nhưng mà không ngờ đây là một vị là có rất là nhiều viên, với lại phân biệt theo nhiều màu ha. Có cái viên xá lợi não thấy không? Là nghĩa là cái trên cái suy nghĩ của mình, trên cái ấy, cái óc á. Nó bên kia kìa, xá lợi não. Không biết phải không, biết phải coi trên cái bộ óc không?